Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Song Hye Kyo muốn bỏ nghề, sống ẩn dật, lần đầu công khai người đặc biệt nhất trong đời. Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Harper's Bazaar số mới nhất, Song Hye Kyo chia sẻ về sự khó khăn trên hành trình 27 năm gắn bó với nghề diễn, nữ diễn viên gặp áp lực lớn, tưởng chừng như muốn bỏ nghề. Cụ thể gần 30 năm gắn bó cùng nghề diễn, Song Hye Kyo nói đó không phải là điều dễ dàng. Tôi đã gặp nhiều thời điểm khó khăn trong nghề, thậm chí từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng rồi tôi nghĩ mình vượt qua được. Cảm ơn những người hâm mộ đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi, cũng như những người đang mong chờ những gì tôi có thể làm. Năng lực tích cực của họ khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn, cô cho biết. Diễn viên tâm sự, như tất cả, cô cũng là con người bình thường, đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, cô luôn cố gắng suy nghĩ tích cực trong những thời điểm khó khăn. Trò chuyện với những người tốt xung quanh cũng có thể mang lại cho cô nhiều năng lượng và áp lực sẽ biến mất. Song Hye Kyo chia sẻ quan điểm của cô về những lần thay đổi diện mạo. Tôi thích cả tóc dài và tóc ngắn, nhưng gần đây tôi nghĩ tóc ngắn hợp với mình hơn. Khi đóng phim, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là diễn xuất, tuy nhiên phong cách cũng đóng một vai trò lớn trong việc thể hiện nhân vật. Vì vậy, tôi cố gắng thay đổi ngoại hình theo nhân vật. Khi các yếu tố như kiểu tóc và phong cách trang phục gần với nhân vật, tôi có cảm giác mình thực sự hóa thân thành nhân vật đó. Trong buổi trò chuyện với tờ báo, Song Hye Kyo nhắc đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp, fan, đặc biệt là mẹ. Mẹ tôi, người luôn là nguồn sức mạnh của tôi. Nữ diễn viên cũng nhắc đến thú cưng Ruby, người đẹp tiết lộ mẹ yêu chó nên từ nhỏ cô làm bạn với loài vật nuôi này, những chú chó bầu bạn với cô trong quá trình trưởng thành. Vì thế khi lớn lên, cô cũng chăm sóc chó. Song Hye Kyo không nỡ để thú cưng ở nhà một mình, thường đưa Ruby theo cùng đi đóng phim, chụp hình tạp chí, quay quảng cáo. Cô nói nó tên là Ruby, chú chó cho tôi rất nhiều sức mạnh, năng lượng tích cực. Tôi gọi bé là thiên thần của tôi thích đưa Ruby đi nghỉ mát bên bờ biển hoặc vùng núi, thậm chí đã cùng bé đi du lịch đến New York. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Song Hye Kyo sinh năm 1981 là ngôi sao màn ảnh Hàn, được khán giả yêu mến với Ngọn Gió Đông Nam Ấy, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Trái Tim Mùa Thu, Hậu Duệ Mặt Trời, Boyfriend. Không khó để nhận ra sau khi ly hôn Song Joong Ki, sự nghiệp của Song Hye Kyo ngày càng thành công. Sau khi tái xuất màn ảnh nhỏ với The Glory, nữ diễn viên tiếp tục được đề cử tại các lễ trao giải danh giá tại Hàn Quốc. Mới đây, Song Hye Kyo đã được đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Blue Dragon Series Awards lần thứ hai. Blue Dragon Series Awards lần thứ hai là lễ trao giải dành cho những bộ phim truyền hình chiếu trên OTT. Lần này, Song Hye Kyo tiếp tục nhận được đề cử với vai nữ chính Moon Dong Eun trong The Glory. Có thể nói tác phẩm này đã cho thấy sự thay đổi ngoạn mục của nữ diễn viên từ nữ hoàng dòng phim tình cảm sang thể loại báo thù, giật gân. Trong cuộc đua lần này, Song Hye Kyo phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đáng gờm. Cái tên gây ấn tượng nhất là Chun Chao Bin trong bộ phim Click. Diễn xuất của tình cũ Song Joong Ki trong bộ phim này được khán giả khen ngợi hết lời. Ngoài ra còn có Bae Soo Ji với Anna, Kim Seo Hyun với Receive for Farewell và Chung Ryeo Won với May It Please the Court. Sau khi danh sách đề cử được đưa ra, nhiều ý kiến cho rằng Song Hye Kyo có cơ hội giành giải rất lớn. Trước đó, cô cũng thành công lấy được Big Sang 2023 nhờ vai diễn Moon Dong Eun trong The Glory. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định Chun Chao Bin sẽ là đối thủ cực kỳ đáng gờm với nữ diễn viên họ Song. Tuy không nổi tiếng bằng đàn chị, song cô nàng cũng có diễn xuất rất tốt. Theo thông tin được đưa ra, lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 7 tới đây. Ngoài ra, The Glory cũng có mặt trong năm đề cử khác tại lễ trao giải năm nay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.